Chào các bạn, hôm nay sẽ thực hiện chương trình bốc thăm lần 9. Trước khi thực hiện chương trình thì mình giới thiệu cho các bạn xem video chưa. Cái này chắc nhiều bạn sẽ biết rồi. Này là quả bóng lưới đó. Ở bên ngoài nó bao cái quả lưới kìa, bóp vô. Ghê thiệt đó chứ. Cái này là màu xanh. Để mình thử coi bên trong nó màu gì. Ở ngoài màu xanh thì vô trong nó lại màu, ngoài xanh lá cây, vô trong lại xanh, xanh da trời đậm luôn nè, xanh dương đậm luôn đó, đó thấy chưa. Bóp mạnh lên nha các bạn. Xuống rồi. Những quả bóng này nó bán rất nhiều ở sân trường các bạn. Ghê quá. Chẳng có thấy đẹp đâu mà thấy ghê. Ghê mà vẫn mua mới ghê chứ. Tại thấy lạ nên mua các bạn ơi. Rồi, thôi, thực hiện chương trình đi. Ngồi mà bóp hoài à. Ghê quá. Này chắc là hàng Trung Quốc. Rồi. Chương trình bốc thăm lần 9. Nhiều bạn comment thì thích. Thấy thích nhất là con cá sấu vực sâu. Thích thứ nhì là con thấy cũng hay là con khủng long hỏi chiến, nhưng mà có nhiều bạn thì không có đồng ý là sẽ tặng con khủng long hỏi chiến nữa, bởi vì con đó đã tặng rồi. Và cuộc phi mã siêu tốc, dũng mãnh sư tử, những cái đó thì mình cũng đã đều làm chương trình tặng rồi. Mà các bạn ơi, không có sao, mình còn thực hiện cũng nhiều chương trình nữa, cho nên bây giờ mình sẽ tặng những cái gì mà nó lạ lạ đi ha, tức là những con mà mình chưa có tặng đi nha. Bây giờ mình đã lựa chọn rồi, con này mình và mình sẽ tặng 3 bộ đồ chơi, thì tặng cái dòng cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Cái này là cho giải 3, con này là bảo chiến phi long nha. Bảo chiến phi long của cái hộp này là hộp 110.000 đó. Trời, bảo chiến phi long là giải 3 nha các bạn. Rồi, giải nhì chắc các bạn cũng biết rồi đó, các bạn cứ comment cho lẹ đây nha. Giải nhì sẽ là con này, cá sấu vượt sâu nha. Đây là giải nhì, dòng này là dòng cấp 2 thì nó giải nhì là đúng rồi. Cũng lần hỏi chiến thì để cho đợt sau nha các bạn, đợt trước mình đã tặng rồi, được sao đi. Bây giờ mình tặng những cái con nào mà mình chưa có làm chương trình tặng đi ha. Cá sấu vượt sâu, cá sấu vượt sâu hôm qua mình đã review cho các bạn rồi. Rồi.
dòng cấp 3. Phi mã siêu tốc. Phi mã siêu tốc thì hôm bữa đã đặt rồi. Thôi. Có nhiều bạn nói là con bò hút cuồng nộ này chưa có tặng nè. Thôi bây giờ mình tặng con bò hút cuồng nộ đi ha. Con này là giải nhất được không? Được rồi, ok đi. Phải quyết định luôn. Rồi, giải nhất sẽ là bò hút cuồng nộ. Các bạn ơi, các bạn lưu ý nè, con bò hút cuồng nộ này là nó có những cái ưu điểm nè. Nó bắt xu, nó chạy bắt xu rất là chính xác nha. Bởi vì nó ở dưới bánh xe của nó có cái cao su nè, cái dây sợi dây cao su nè, nó làm cho mình bám chạy không có khỏi trượt. Đó, có sợi dây cao su rất là chắc chắn. Con bò hút cuồng nộ này là hàng mua ở My Kingdom nha. Còn hai dòng này là mình đã review cho các bạn rồi đó, không phải mua ở hàng ở My Kingdom. Cái này là mua ở My Kingdom này nha, cho nên nó là được là giải nhất đó. Rất là đẹp nha, bò hút cuồng nộ rất là đẹp. Cho thử nó bắt xu coi. Đó, thấy chưa, rất là đẹp. Cái chương trình bốc thăm lòng 7 thì xíu nữa mình sẽ thực hiện nha các bạn. Sợ là sáng mai bốc sẽ không có kịp, cho nên mình sẽ là tối nay sẽ ấn không kịp, cho nên có gì sáng mai mình sẽ thực hiện up video lên cho các bạn xem nha. Nếu như mình làm thực hiện xong lúc nào thì mình sẽ up lên cho lúc đó. Còn có một số bạn hôm bữa trước mình có review những cái dòng tránh xa này mình mua ở ngoài cửa hàng á, những cái này là hàng nhái đó. Thì có nhiều bạn cũng thích những cái dòng này, thì các bạn nào mà thích á mà đã comment với mình mà mình ok tặng rồi á các bạn, thì nhắn cho mình cái địa chỉ. Có một số bạn, có hình như là cũng có hai bạn nhắn cho mình địa chỉ rồi, hình như còn hai bạn nữa thì phải. Những bạn nào mà mình đã ok sớm nhất rồi á thì nhắn cho mình cái địa chỉ để mình gửi quà cho các bạn nha. Với lại là bạn nào mà mình đã nhắn rồi mà mình chưa có kịp gửi thì cũng thông cảm ha. Mình sẽ tuần sau vào thứ hai hoặc thứ ba tuần sau mình sẽ chuyển quà cho các bạn cùng với đợt bốc thăm lần 7 luôn nha. Thông cảm cho mình ha, mình còn phải gói quà, gói lại nè, rồi chuẩn bị để chuyển phát nhanh nữa, cho nên nó hơi chậm một chút xíu thì các bạn thông cảm ha. Chuyển phát nhanh thì nếu mà khi mình chuyển phát nhanh thì thường là khoảng 2-3 ngày sẽ tới. Nếu mà vùng xa hơn ở thành phố rất nhiều thì thường chắc khoảng là 4 ngày, 5 ngày gì đó. Thì các bạn ráng đợi nha, mình đã tặng rồi thì chắc chắn sẽ tới tay của các bạn, cho nên các bạn đợi một chút xíu là được ha. Hiện tại thì có một số bạn của chương trình bốc thăm lần 5 chưa có nhắn tin cho mình về cái địa chỉ và số điện thoại để mình gửi quà. Mình cũng không nhớ cái bạn đó tên gì, nhưng mà bây giờ ở đây mình nhắn luôn. Nếu bạn nào mà đã trúng ở những cái chương trình đó mà chưa có nhận quà thì hãy liên hệ với mình nha. Kênh mình đã đăng ký của bạn rồi á, thì các bạn hãy nhớ liên hệ với mình để mình chuyển quà nha, cùng với lần 7 tuần sau luôn nha. Mong là nhận sớm nếu mà các bạn quá lâu mà không có nhắn cho mình cái thông tin để mình chuyển quà thì mình sẽ dồn lại thực hiện tiếp chương trình bốc thăm lần sau đó nha các bạn. Bạn nào mà đã muốn mình tặng con này thì nếu mà về chơi không có thích lắm thì cũng đừng có la mình nha, nó hết nè, nhưng mà phải đãi vô. Ấy da, đấy là ngu và lì đó các bạn, nó không có hết, nó ít hết lắm, nhưng mà nếu mình đãi vô thì nó cũng sẽ văng lên. Cái này là đãi lên đó mấy.
phẩm. Rồi, các bạn nào có muốn quả bóng này không? Mình nghĩ chắc bạn cũng không thích đâu nhỉ. Nhìn chơi thôi chứ cầm cái này mày có gì đâu chơi. Bóp ra để nó có màu vậy thôi à. Đó, thấy chưa? Thấy ghê quá mà. Các bạn hãy comment đi nha. Thể lệ chương trình thì vẫn như cũ nha, là thành viên của kênh Bobby Kids Channel, like video này và hãy comment một con số từ 1 đến 99. Lưu ý là các bạn không được bấm vào nhận xét của một người nào khác để chọn số nha. Như vậy thì sẽ không có hợp lệ nữa. Các bạn sửa số, cho phép các bạn sửa số, nhưng mà các bạn sửa số thì các bạn phải ghi là mình chọn lại số là nha. Không có được nhắn cái số nhiều số mà không có chốt lại số cuối cùng thì sẽ không hợp lệ luôn nha. Kỳ quá. Ở trong này nó là, các bạn thấy ở trong này nó là hình như là slime nha. Nè, đó, ở bên trong nó, ở phía trên nó là một cái bong bóng, giống như bong bóng vậy á, giống như cao su ngoài á. Còn ở bên trong nó là slime á các bạn, nè. Slime, cho nên bóp lên nó lên nè, thấy không? Đó, các bạn thấy chưa? Thấy không nhỉ? Ở trong nó là slime màu. Bên ngoài nó là cao su đó, cho nên vô quá rồi. Nè. Đó, ở ngoài nó là cao su. Bên này coi, cái này cũng vậy nè. Bên trong nó là slime. Cái này mà bổ ra chắc ghê lắm đây. Màu đỏ nhưng mà bên trong nó giống quả trứng gà không? Rồi, thôi chào tạm biệt các bạn nha, nói nhiều quá.